Thưa quý vị, Malaysia đã quyết định kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa toàn diện nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19. Nguyên nhân chủ yếu là do số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vẫn cao hơn 5.000 ca. Và thêm vào đó, số ca tử vong, số bệnh nhân phải điều trị tích cực và cần trợ giúp của máy thở vẫn rất cao. Nếu dừng lệnh phong tỏa vào cuối tuần này thì không đủ thời gian để giới chức giảm số ca mắc mới về mức 3 con số. Vì thế mà lệnh phong tỏa đã được kéo dài thêm tới ngày 28 tháng 6. Quyết định của chính phủ Malaysia được cho là phù hợp với khuyến nghị của các chuyên gia y tế nước này. Còn Nam Phi thì đã chính thức bước vào làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 khi mà số ca nhiễm mới tăng trở lại. Trong khi công tác tiêm vaccine chậm trễ làm dấy lên lo ngại làn sóng dịch lần này có thể đe dọa hệ thống y tế. Theo giới chức Nam Phi, số ca mắc mới trung bình 7 ngày qua đã lên tới 5.959 ca mỗi ngày, vượt ngưỡng số ca quy định về làn sóng dịch mà Ủy ban Giám sát Y tế quốc gia này đề ra. Giới chức Nam Phi đã siết chặt lệnh giới nghiêm ban đêm và tái áp đặt các biện pháp phòng dịch như là hạn chế số người tham gia cùng một hoạt động. Cơ quan khoa học y tế Singapore cho biết công ty Vision Empire International của nước này đang điều tra do có bị nghi ngờ là sản xuất khẩu trang y tế không có giấy phép và nhập khẩu khẩu trang y tế trái phép. Hoạt động sản xuất xuất khẩu khẩu trang y tế của công ty này được cho là diễn ra tại địa điểm tạm bợ không đủ tiêu chuẩn vệ sinh. Những chiếc khẩu trang trong các hộp cắt tông đã được để ngoài trời. Theo điều tra sơ bộ thì khẩu trang của hãng đã được bán trên các nền tảng thương mại điện tử Singapore với giá từ 10 cho tới 22 đô la Singapore, tương đương với khoảng 170.000 đồng cho tới hơn 380.000 đồng tiền Việt Nam cho mỗi hộp 50 chiếc. Cơ quan khoa học y tế Singapore khuyến cáo người mua tại Singapore ngừng sử dụng các khẩu trang y tế của nhãn hiệu này ngay lập tức. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ tới robot Sophia, công dân robot đầu tiên trên thế giới với ngoại hình và những biểu cảm rất giống con người, đúng không ạ? Sophia mới đây thì đã có thêm một người em gái nữa. Công ty chế tạo robot này vừa cho ra mắt robot nữ y tá Grace, chuyên chăm sóc sức khỏe con người trong đại dịch COVID-19. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ robot được sinh ra đặc biệt vì một cuộc khủng hoảng sức khỏe. Xin chào mọi người, tôi là Sophia. Để tôi giới thiệu các bạn với em gái tôi, Grace, lại đây. Cảm ơn, Sophia. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Grace. Grace là robot hình người mới nhất được chế tạo bởi Hanson Robotics, công ty đã sinh ra robot Sophia. Grace hướng đến thị trường chăm sóc sức khỏe. Tôi có thể làm tất cả mọi việc cho bệnh nhân. Tôi có thể đến thăm và làm họ vui bằng cách giao tiếp với họ, giúp họ giải trí, hướng dẫn tập thể dục, đọc truyện và giúp các bác sĩ đánh giá sức khỏe của họ để đưa ra các phương pháp điều trị. Camera nhiệt ở ngực Grace giúp robot này đo nhiệt độ và các khả năng phản ứng của người đối diện. Trong khi chúng ta nói chuyện, tôi sẽ đo nhiệt độ và nhịp tim của bạn bằng máy ảnh nhiệt nhỏ này trên ngực tôi. Nhân tiện bạn đang 36,6 độ, không có nguy cơ mắc COVID-19 nhé. Khuôn mặt của Grace được tạo ra từ chất liệu silicone mô phỏng da người. Đằng sau là hệ thống cơ học mô phỏng hơn 48 cơ mặt chính. Grace mang trang phục của nhân viên chăm sóc sức khỏe và điều này sẽ tạo điều kiện cho các tương tác khám bệnh tự nhiên hơn. Ngoại hình giống con người sẽ giúp tạo cảm giác tin tưởng cho các bệnh nhân. Cách nói chuyện của Grace cũng mang tính chất nhẹ nhàng, an ủi. Các nhà chế tạo cho biết phiên bản tiếp theo của robot Grace sẽ trình làng vào tháng 8 tới. Theo tiết lộ của các đơn vị sản xuất, cô y tá này có chi phí chế tạo tương tự một chiếc xe sang. Tuy nhiên, chi phí sản xuất có thể giảm xuống khi sản xuất hàng loạt. Sự có mặt của Grace, đặc biệt trong những thời điểm như dịch COVID-19, được dự báo là sẽ có tác động tích cực đến xã hội.